Con sợ là con mang cái nặng cho anh. Sao mình không mua cho em một chiếc xe đạp? Dạ, sao không có tiền? Không có tiền hả? Ây da, mình phải đi nhờ không à? Dạ. Chị biết số phận thì mình không có ba mẹ, nhưng mà hiện tại mình có anh hai. Vậy thì mình đừng có nhìn về cái vấn đề mà tiêu cực đó. Mình nhìn nhận những cái ở hiện tại nè, mình trân trọng nó. Gạch lát choa hoa sen hồng, hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt. Rồi, chào hai em, vô đây con. Em có gia đình rồi hả? Dạ. Mấy có mấy người con rồi? Dạ hai đứa rồi. Ai thuê gì làm đó hả? Dạ. Mình có ruộng vườn gì không em? Ít ạ. Tháng như vậy thu nhập mình khoảng bao nhiêu em? Dạ cái đấy cũng chưa biết luôn. Do không có biết được hả? À, Thẩm, lúc mà ba mẹ mất là con chưa có biết gì đúng không? Dạ. Con có nhớ một ký ức hoặc anh con có kể một ký ức nào về cha về mẹ của mình không? Có. Con hay nói chuyện với ba mẹ trên bàn thờ không? Dạ có. Con nói điều gì với ba mẹ? Con nói là con sẽ cố gắng học giỏi để lớn lên có thể tự nuôi sống bản thân và sẽ tự cố gắng lo cho anh. Con sợ là con mang cái nặng cho anh. Chú Linh nghĩ rằng là anh con cũng sẽ cố gắng để lo cho con, bởi vì có một mình em gái thôi, đúng không? Con mơ ước trở thành giáo viên để trở về bản làng để có thể dạy dỗ các bạn nhỏ, đúng không? Dạ. Anh con có lo đầy đủ quần áo cho con đi học không? Dạ có. Có. Rồi mỗi buổi sáng đi học thì anh cho con tiền đủ đi học không? Dạ có. Có. Đủ ăn sáng. Đủ ăn sáng luôn. Rồi con đi học bằng gì? Dạ con đi học thường thường không có xe đạp nên là anh phải chở con đi học, rồi đường về thì nhờ các bạn chở. Không có xe đạp luôn. Sao mình không mua cho em một chiếc xe đạp? Dạ sao không có tiền? Không có tiền hả? Ây da, mình phải đi nhờ không à? Dạ. Con có muốn có chiếc xe đạp mới không? Dạ có chứ. Bây giờ mình mong ước điều gì cho gia đình mình nè em trai? Mong gia đình phát triển như họ để lo được cho gia đình cho. Mong gia đình phát triển. Nhưng bây giờ mình muốn làm cái gì để phát triển? Chắc cũng cố gắng thôi vậy. Hey, thật ra là anh quá hiền luôn, đúng không? Muối bảo ngọc, con thấy thì sao? Con cảm thấy bé là một người rất là mạnh mẽ. Và chị muốn nói với em như thế này nè. Chị thấy em không phải là gánh nặng đâu. Lỡ như em là một cái điểm sáng của gia đình mình thì sao? Chị biết số phận thì mình không có ba mẹ. Nhưng mà hiện tại mình có anh hai. Vậy thì mình đừng có nhìn về cái vấn đề mà tiêu cực đó. Mình nhìn nhận những cái ở hiện tại nè, mình trân trọng nó. Em chắc chắn sẽ làm được bởi vì chị thấy sức mạnh ở trong em. Chị Bảo Ngọc nói đúng đó. Con không phải là gánh nặng đâu. Con chính là điểm sáng trong gia đình đó. Ha. Cố kìm lòng để có thể chia sẻ những cái gì nữa. Nó như vậy nói ra nhất. Nhưng mà hôm nay anh chị tới sẽ cố gắng hết sức để làm những gì tốt nhất cho gia đình mình. Cũng mong người anh của bé sẽ luôn luôn yêu thương che chở đùm bọc gia đình, tại vì người anh vẫn là người trụ cột của gia đình. Bây giờ vậy cho có động lực ha, cho có niềm vui tụi mình chơi chung. Em muốn có một chiếc xe đạp để đến trường, đúng không? Cho nhận tấm lòng của anh nha, cho anh được tặng em chiếc xe đạp nha. À, tuyệt vời. Bây giờ là ước mơ của xe đạp có rồi. Khỏi đi ké ai nữa, đúng không? Khỏi nhờ anh trai mình chở nữa. Mình chủ động trong công việc. Và chú tin rằng là con sẽ là một điểm sáng nhất trong gia đình ha. Anh trai mạnh mẽ hơn chút xíu nữa. Bây giờ mình có chút xíu vốn thì mình phải làm gì để phát triển? Mình suy nghĩ đi. Và chút xíu anh Quỳ Linh tư vấn cho nha. Chứ bây giờ mình không nghĩ ra làm được điều gì hết thì mình có tiền cũng như không à. Quan trọng là phát triển kinh tế gia đình em trai nha. Gạch lát choa hoa sen hồng, hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt.